Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Xăm Miếng Thịnh Phát. Vừa rồi trên fanpage của Xăm Miếng Thịnh Phát có nhận được tin nhắn như thế này: Tôi năm nay đã 58 tuổi, có tiền sử mỡ máu cao đã 2 năm. Tôi có tìm hiểu được biết nấm linh chi có tác dụng rất tốt, giúp giảm mỡ máu nhưng vẫn chưa biết chọn loại nào và dùng ra sao để đạt hiệu quả tốt nhất. Đó cũng là thắc mắc chung của nhiều khách hàng. Nên trong video này, Thịnh Phát sẽ giới thiệu quý khách cách pha hai loại trà linh chi, từ trà nấm linh chi pha sẵn và nấm linh chi nguyên chất thái lát. Các loại nấm linh chi nói chung đều chứa rất nhiều thành phần quý hiếm, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm các tế bào mỡ, các mô mỡ ở người béo phì hoặc mỡ máu cao. Ngoài ra, linh chi có tác động đến các tế bào mỡ trong máu, từ đó giúp giảm lipid máu ở người trung niên và cao tuổi, hạn chế đáng kể nguy cơ tắc nghẽn mạch máu não, tai biến, đột quỵ. Hiện nay có đến 6 loại nấm linh chi, nhưng hai loại phổ biến và hiệu quả nhất là linh chi đỏ và linh chi đen. Đối với các loại nấm linh chi hòa tan đóng thành từng gói nhỏ như thế này thì cách sử dụng rất đơn giản. Quý khách pha 2 đến 3 gói trà linh chi và một ly nước nóng già khoảng 200ml và hòa tan hoàn toàn rồi thưởng thức. Có thể thêm một muỗng nhỏ mật ong nguyên chất để hương vị thơm ngon hơn. Nếu thích thưởng thức lạnh, có thể để nguội phần trà đã pha và cho vào chai để lạnh uống trong ngày. Đây sẽ là giải pháp hoàn hảo cho những ai không có thời gian đun sắc phức tạp nhưng vẫn muốn bảo vệ sức khỏe mỗi ngày. Nếu quý khách có thời gian thì nấm linh chi nguyên chất là lựa chọn tối ưu cho người bị mỡ máu cao nhờ lượng dưỡng chất được giữ lại tối đa. Chuẩn bị một ấm đun chứa 1 lít nước lọc, cho từ 7 đến 10 lát nấm linh chi vào nấu sôi trong 15 phút. Sau đó tắt bếp, vẫn để kín nắp hạn tiếp trong 10 phút cho ra hết dưỡng chất, rồi đổ vào bình giữ ấm và thưởng thức trong ngày. Có thể dùng phân bã và lặp lại các bước trên thêm một lần nữa để tận dụng tối đa các dưỡng chất còn lại trong nấm. Hy vọng những cách sử dụng nấm linh chi mà chúng tôi vừa giới thiệu sẽ giúp mọi người đạt hiệu quả tốt nhất trong việc giảm mỡ trong máu. Quý khách có thể tham khảo và lựa chọn các sản phẩm từ nấm linh chi chính hãng Hàn Quốc tại website nhânxamthinhphat.com hoặc điện thoại nhắn Zalo đến hotline 0907799988 để được tư vấn tận tâm. Chúng tôi sẽ giao hàng nhanh trong ngày tại nội ô thành phố Hồ Chí Minh, từ 2 đến 4 ngày với các tỉnh thành khác. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy ấn chia sẻ và ấn subscribe kênh YouTube của Xăm Yến Thịnh Phát để cùng cập nhật thêm nhiều video về chăm sóc sức khỏe.